quyết giữ dáng của ca sĩ Đặng Tử Kỳ, nổi tiếng trong showbiz với những bản hit đình đám như Thích Em. Tồn tại, Đặng Tử Kỳ chưa bao giờ khiến người hâm mộ thôi hờn ghen trước nhan sắc và body siêu chuẩn của mình. Gần đây, cô nàng còn tiết lộ bí quyết giữ dáng của mình nằm ở việc ăn sáng lành mạnh. Cứ mỗi khi có thời gian rảnh ở nhà, Tử Kỳ sẽ chuẩn bị cho mình một bữa sáng giảm mỡ tự chế với toàn những loại nguyên liệu rất quen thuộc. Bữa sáng giảm mỡ tự chế của Đặng Tử Kỳ chuẩn bị cà phê đen, sữa đậu nành, bột yến mạch, trứng và một quả chuối. Cách làm: trước tiên, bạn đổ bột cà phê đen ra cốc rồi hòa thêm nước sôi vào. Tiếp theo, bạn cho thêm sữa đậu nành vào cốc cà phê đen rồi khuấy đều lên. Sau đó, bạn đặt nồi lên bếp và đổ bột yến mạch cùng nước vào nấu chín. Cuối cùng, bạn đập một quả trứng vào nồi cháo yến mạch, đợi cháo chín thì đổ ra bát. Đặng Tử Kỳ chia sẻ cô thường uống sữa đậu nành pha với bột cà phê rồi ăn hết tô cháo yến mạch vào buổi sáng. Chốt hạ cuối bữa bằng một quả chuối là đã đủ năng lượng làm việc xuyên suốt cả ngày. Học theo bữa sáng như Đặng Tử Kỳ, bạn có thể thu về những lợi ích gì? Hàm lượng chất xơ phong phú có trong bột yến mạch sẽ giúp cải thiện đường tiêu hóa của bạn. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng vào buổi sáng khi nạp vào một lượng protein tuyệt vời từ trứng. Chính Đặng Tử Kỳ còn chia sẻ đầy tự hào sau khi ăn rằng, mỗi lần tôi tự nấu ăn ở nhà là bữa sáng của tôi đều rất lành mạnh. Bên cạnh đó, việc ăn chuối và uống cà phê cũng khiến bạn cảm thấy tỉnh táo, minh mẫn hơn. Qua đây, nếu bạn muốn cải thiện thân hình săn chắc như Đặng Tử Kỳ thì có thể tham khảo bữa sáng tự chế từ cô nàng và xem hiệu quả có tuyệt vời như vậy không nhé. Ngoài ăn uống lành mạnh thì Đặng Tử Kỳ cũng rất chăm tập tành mỗi ngày để duy trì vóc dáng gọn đẹp. Cảm ơn các bạn đã xem video, nhớ like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!